chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Hôm nay tiếp tục review nha anh em. Mình sẽ review con cua to ha. Nó được kêu Redressed nè. Nó kêu phản xạ ha. Bút cho bay người nè, chọn vị trí nè, phản xạ nè, bắt bóng nè và nhanh nhẹn nè. Nhìn cho chỉ số thì khá khủng khiếp anh em. Khá ngon, cực kỳ là ngon luôn anh em ơi. Nó cả 99 ha. Nói chung là con này thì cao rồi, gần 2 mét rồi. Quá ngon rồi. Thì ok anh em, thì hôm nay mình sẽ trải nghiệm con cua to này như nào để xem nó như nào ha. Thì bây giờ mình sẽ vô mình sẽ đá hai trận head to head cho anh em xem để coi cua to bắt bóng thấy banh rồi bắt bóng chọn vị trí như nào đó, và mình sẽ đá thêm để mình trải nghiệm ha. Thì ok anh em, bây giờ mình sẽ vô trận đầu tiên ha để xem cua to sẽ đá như nào, bắt như nào đó. Thì trận đấu của mình không phải là mình cứ thả cho đội bạn tấn công nha anh em, thì mình sẽ cho có thể là mình sẽ ghi bàn trước hay gì đó, đầu sau đó mình đội bạn đá tốt thì tấn công nhiều thì sẽ có nhiều pha gọi là cua to sẽ thiệt tài bắt bóng hay như nào ha. Ok anh em, thì ok thì giờ như trận đấu đi, cứ đá bình thường thôi anh em đó. Đội bạn đá cũng khá ok chứ, nó mới vô đi kiều dữ không đó. Garcia hay lắm, bắt bạn rồi. Hernandez, MB, bắt lại MB. Gullit thì quá ngon rồi anh em ơi. Đấy đây hay lắm. Vira, quả chip Vira không được rồi. Hai đội nó xử lý bằng trái vừa rồi, hơi bị gọi là hơi đi dài. Vẫn còn đội bạn cũng đang dùng Gullit kìa anh em. Đó, Garcia đội bạn đội hình cũng khá tốt nha anh em, có Gullit đội hình tăng giá trị lên. Henry, Haaland, Ballard đội hình đội bạn cũng đáng giá lắm anh em, có Ballard và Haaland nữa nè. Haaland ắt trên anh em chứ không phải là Haaland bình thường nha. Gullit không được, một pha chuyền của Gullit cho Haaland nhưng mà không thành công rồi. Để đến Haaland muốn là Haaland hay lắm. MB, Gullit muốn là Gullit hay lắm, một chuyền quay MB chỉ vào không được, một chuyền vào cho Haaland nhưng mà không thành công rồi. Phạt góc nha anh em đó. Ngoài đó chuyền vào đánh đâu không được, một pha phá bắn lên của Gullit đánh đâu nguy hiểm quá. Henry vẫn còn, Haaland giống quá nguy hiểm vậy. Garcia sẽ làm gì đây? Garcia đi bắn sút, một pha sút bắn quá nguy hiểm của Garcia nhưng mà cô toa cái này hay quá anh em, đẩy bắn lên một pha sút cận thành nó đâu không được. Em ơi chuyển lên đúng rồi, hay lắm. Garcia, Hernandez vẫn là Hernandez sẽ làm gì đây? Hernandez chuyển xuống Garcia, tốc độ của Garcia vẫn còn. Garcia giữ bắn lại hay quá, chuyển xuống MB trong quá MB sút bao, một pha quá chống chạy, có vẻ như MB bị kéo người anh em, bị kéo người phải ở đó đúng rồi, bị kéo người anh em nhưng mà vẫn kịp anh em, vẫn là sức tướng vẫn qua được và đã ghi bàn. Hèn chi thấy cứ chậm sao á, hèn chi bị kéo người anh em ơi. Một pha kéo người quá rõ ràng của MB nhưng mà MB đã đứng tới và ghi bàn, quá tuyệt vời anh em, một pha phản công nhanh đấy. Thì một thì cua to nó thể hiện một trái đẩy banh vừa rồi góc anh em thấy không, và xin chè băng xuống một suốt góc đó thì cũng khá nguy hiểm anh em, góc đó cũng dễ vô không? Nhưng mà cua to nó bay người rất đẹp đẩy banh đấy, anh em cứ đá bình thường thôi, đội bạn sẽ có nhiều pha tấn công và cho cua to thể hiện thôi. Davy Gullit hay lắm, đội bạn đang có những pha phối hợp rất hay. Garcia thì vào bắt đầu không được, một pha chuyển cho Eden Haaland nhưng mà không thành công anh em. À, mình đã có bàn đài đã phá bàn rồi, một pha đá phạt Gullit rút, hay quá. Manidi đã hỗ trợ cho cô to một pha vừa rồi rất là nguy hiểm anh em, cái đó mà qua là rất là nguy hiểm. Nam Bin hay lắm. Henry, Ballas, Gullit rút không được, một pha bay người rất đẹp của cô to ấy, khép góc lên em anh thấy không, một pha sẽ rất hay, em phải để ý thủ môn nó bay người rất nhanh luôn đó. Nói chung là con cô to này khá ok anh em. Thì bao bắn đâu bắn đây hay lắm. Cancelo Gullit đỏ rồi nữa phản ứng nhanh, đỏ rồi nữa vẫn còn, rồi nữa thì qua không được là Gullit đúng rồi. Garcia rồi nữa vẫn là rồi nữa sẽ làm gì đây, rồi nữa thì qua Garcia đi bắn nguy hiểm quá, rồi nữa sút bao, một pha khá lộn xộn em, một pha khá lộn xộn và rồi nữa đã chấp thời cơ ghi bàn, nó chỉ số lên hay không ấy nè, một pha khá lộn xộn là cướp bàn của MB luôn, quay thật chứ. Pha này thì rồi nữa cướp bàn của MB và ghi bàn nó chỉ số lên hay không, quá tuyệt vời em ơi. Phút thứ 70 rồi, trận đấu đang có chiều hướng rất tốt cho mình em, mình kiểm soát bóng khá tốt anh em.
Nói chung đội bạn cũng không có nhiều pha nguy hiểm, chỉ có chút sai thôi. Một pha rất là nguy hiểm thì một thôi. Thì bao đánh đâu không được, một pha khép góc của Cô Toa rồi. Pha này thì quá hẹp rồi, có chạm góc thì bao đánh đâu đúng rồi, Van Dijk đúng rồi, hay lắm. Mbappe lên Haaland, Rainer và Vieira. Mbappe không được rồi, một pha chỉnh nhanh cho Garcia, vẫn còn Garcia. Lên Haaland, Gullit thì không, vẫn còn Gullit, hay lắm Gullit. Đi bắn Gullit, đi bắn chút vào. Một pha bắn quá đẳng cấp của Gullit anh em, quá tuyệt vời. Một pha bắn quá đẳng cấp của Gullit và ghi bàn rồi, quá tuyệt vời anh em ơi. Thấy không, giá trị của Gullit này ghê chưa. Đi bắn dứt điểm, quá tuyệt vời anh em. Cái đó nếu mà Gullit mà không cá nhân đó, chuyển cho Erling Haaland thì cũng khá ok anh em. Cái đó mà Gullit đã đột phá cá nhân và ghi bàn, nó chỉ số được 3-0 rồi. Quá tuyệt vời anh em ơi. Thì vào, ấn đâu, wow, không phải ấn đâu mà sút anh em. Một pha này quá khó anh em, pha này quá khó rồi. Quá khó đúng rồi, môn rồi, quá cẩn thận rồi. Và pha này cũng quá hay anh em ơi, một pha chạy chỗ quá hay của Erling Haaland. Rút ngắn tỷ số xuống còn 3-1, phút 89 rồi anh em ơi. Có lẽ là ăn bài rồi, một bàn thắng nhân dự cho đội bạn. Gullit, mình là Gullit. Hợp về, lắm hơn đẹp. Không được rồi, hết giờ anh em. Trận đấu cũng khá ổn cho Cô To, có những pha bay người mấy trái này cũng ok, cũng khá ổn. Thì bây giờ mình sẽ sang trận đấu thứ hai nha, để mình xem Cô To sẽ thể hiện như thế nào. Thì mình vẫn đá bình thường anh em, chứ mình không có phải là mình thả cho đoạn xuống suốt quá nhiều. Chỉ cần một trận đấu mà 3-4 tình huống mà thủ môn đẩy banh thôi, đó, phản xạ thôi là khá ok rồi anh em, đó, khá ok rồi, chứ không phải cần quá nhiều anh em. Ok anh em, bây giờ mình sẽ vô trận đấu thứ hai để xem Cô To đá như thế nào. Mình vẫn đá bình thường nha anh em, chứ không phải là mình thả nha anh em, đó. Arabas, Mbappe, phải được kêu, Mbappe, Fernandes, hay lắm, sút ra ngoài, một quả phối hợp rất nhanh của đội bạn, nhưng mà ra ngoài anh em, và đó có thể phối hợp cũng khá hay anh em, khá hay đó, nhưng mà ra ngoài rồi, đã mới vô cho thấy là khả năng gọi là chuyền chọt rất tốt anh em, rất chính xác, Mbappe, đấy, kèm người khá tốt anh em ơi, vượt nhanh như vậy mà bắt kịp luôn rồi, giảm Rosta. Van Dijk, Rainer, Mbappe, Bellingham. Mình đang chơi một cái đội hình khác nha anh em. Đó Rainer, Jan Rosta, Mbappe, Bellingham, Modric, Henry, sút không vào. Một pha sút trúng hậu vệ của Erling Haaland. Nhưng mà Erling Haaland này là phiên bản top y nha anh em. Top y nha anh em chứ không phải là top y. Đấy, mình đã trải nghiệm rất nhiều phiên bản luôn đó. Định là review con top y cho anh em mà không kịp anh em, không kịp review luôn. Đúng rồi, hai cái mi hay lắm, không được, vẫn còn Mbappe. Mbappe khỏe quá nè, Mbappe vẫn là Mbappe, sút không bao, thấy chưa, Cô To bay nhanh lắm anh em, và bay rất là nhanh của Cô To. Bởi vì anh hay quá anh em, thì đâu đánh đâu, đúng rồi, một pha trọng trí rất tốt của Cô To, vẫn còn về lên năm một đích. Luka Modric không được rồi, một pha chuyển lên cho Henry nhưng không được rồi, đội bạn nó lấy bàn rồi. Vừa rồi anh em thấy không, một pha đi bàn rất hay của Mbappe và tung một cú sút, nhưng mà trong môn Cô To bay rất nhanh anh em. Với vừa rồi trận phạt góc thì Cô To đã chọn vị trí rất tốt và đẩy bàn rất hay anh em. Hakimi, Bele, Chidoc, Rabat, Mbappe, vẫn là Mbappe, Mbappe thì mình thấy lắm rồi, thì bao, đâu có đến đâu, bao, Eric Cantona anh em bỏ số em ơi. Cái này thì bó tay anh em, quá cẩn thận và đánh đầu quá hiểm hóc, ngay góc chữ E rồi, thua rồi. Cái này quá hiểm hóc anh em ơi, quá hiểm hóc rồi. Và đã cắn rất hay anh em ơi, rất hay luôn. Đấy, và đánh đầu trọng trí rất tốt, và đài đã không theo kèm Eric Cantona pha này. Để Eric Cantona quá chống chạy. Hiệp 1 kết thúc với số là 1-0, nhưng mà đội bạn, không sao anh em, mất cái chữ là 1-0 thôi. Mình 2-3-0 mình còn gỡ được mà, nó chỉ là 1-0 ok anh em, tiếp tục hiệp 2 mình sẽ tập trung dồn lên tấn công đó. Đá vậy với đá tốt mà anh em, dồn tấn công để cho đội bạn phản công hay gì đó dứt điểm đó, cho thủ môn Cô To cho tài đó. Đầu Ryan đó, hay lắm, Mbappe là Mbappe vẫn còn, Mbappe đã không chuyền vào và đi bàn vô, không được rồi.
Anh em Mbappé trên đấy phải truyền vào cho Erling Haaland đánh đầu là hay rồi. Mbappé. Eric Cantona. Eric Cantona vẫn còn. Hay lắm. Hernandez. Chidoc. Messi. Messi hay quá vậy? Messi. Phía bao. Đánh đầu. Lần này Paulo Mani chút không bao. Một quả sút xa quá nguy hiểm anh em. Và phản xạ bay cực đẹp của Couto. Couto trên này đá hay quá anh em. Bắt rất tốt anh em. Đánh đầu. Và ông vừa rồi một đội bạn tôi một cú sút rất là nhanh anh em, nhưng mà Couto bay cũng rất nhanh, phản xạ rất tốt. Đấy anh em thấy không? Những tình huống gọi là chớp nhoáng như vậy ấy, Couto phải nhanh lên thì mới được. Nên em phải quan sát cầu môn nó bắt như thế nào. Một góc nó biên. Mbappé. Rainer. Erling Haaland. Hay lắm Haaland. Mbappé kịp không? Không được rồi. Một đường chuyền còn lại dài quá cho Mbappé rồi. Thôi tấn công. Seedorf. Cantona, anh có gì? Bele. Vẫn là Bele. Các bạn trận này đá khá hay anh em. Cảm giác như đá khá hay. Phối hợp khá tốt. Nguy hiểm quá Mbappé. Không được, Hakimi đã kèm rất chắc Mbappé. Nguy hiểm vậy, chút không bao. Một pha chuyền quá bất cẩn của Hakimi. Nhưng mà thủ môn Couto đã kịp thời khép góc rồi. Nhìn chung thì trận đấu này Couto đã đá khá hay anh em. Bắt khá tốt anh em ơi. Hungry. Vẫn là Hungry. Hungry, sao làm đi Hungry. Đi bắn. Quá rồi, còn còn. Hungry chuyển vào, sút vào. Erling Haaland anh em. Quá nhanh và quá nguy hiểm. Một pha ra chân cực kỳ nhanh của Erling Haaland anh em. Một pha gọi là đi bắn rất tốt của Hungry bên cánh. Chuyển vào cho Haaland. Và Haaland tung một cú sút rất nhanh anh em. Cái chân phải đấy chứ. Quá nhanh luôn. Và đã ghi bàn rút ngắn tỷ số. Không phải, một đều anh em, một đều thôi. Đúng rồi. Phút 80 rồi. Trận đấu này thì có công lớn của Couto rất nhiều anh em. Đẩy bàn rất là nhiều trái này, rất là nguy hiểm anh em. Bây giờ anh thấy không? Một trận đấu mà đẩy 3 4 trái thôi là nó rất là hay rồi. Mà cái bê hay lắm. Erling Haaland. Haaland đi bắn, té rồi phạt đền không? Phạt đền anh em, phạt đền anh em. Quá tuyệt vời, phạt đền rồi. Phút 90 không? Phút 90 anh em, tuyệt vời. Henry. Sút vào, hẹn đi lên sút 2-1, 90 anh em, tuyệt vời, lội dục dòng anh em, quá tuyệt vời. Đó là Erling Haaland. Haaland hay anh em, hay anh em. Haaland nó mang về một bàn thắng penalty cho đội mình. Và một bàn thắng rất là nhanh của Erling Haaland vừa phút 80. Rất hay anh em ơi, lội dục dòng anh em ơi. Trận đấu này có nhiều đội bạn đá khá hay á. Nhưng mà mình đã lội dục dòng thành công anh em, tuyệt vời anh em. Một trận đấu quá hay của Couto nữa, nó đỡ quá trời trái luôn. Thì ok anh em, bây giờ mình sẽ đánh giá Couto cho anh em. Thật sự con YouTube này á, quá hay nè, thật sự quá hay luôn. Bay người nè, phản xạ nè, chọn vị trí nè, ra vào hợp lý nè, cực kỳ hay luôn. Anh em thì quan sát trận đấu anh em thấy không? Bay người rất nhanh luôn đó, thật sự nhanh luôn đó. Chọn vị trí rất tốt luôn. Đó, nhiều trái phạt góc mà nó bay ra nó đỡ luôn thấy không? Thấy không? Rất tốt, con này rất ngon. Nói chung là YouTube thì quá ngon rồi. Anh em cứ có điều kiện thì cứ mua về xài, cực kỳ ngon lành. Con này mình chấm là 9.75 điểm, quá hoàn hảo cho một con thủ môn rồi. Đó. Ok anh em, hôm nay làm clip review Couto cho anh em. Đó. Anh em thấy clip hay á, nhớ like share cho mình nha anh em. Còn anh chưa đăng ký, đăng ký ủng hộ nha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.